Rồi, hello, xin chào quý anh chị nha. Thì đây là một con máy DC70G em chuẩn bị giao về Nam Định cho khách nha anh chị. Là em đã làm bảo dưỡng hoàn chỉnh cho khách toàn bộ rồi. Em có để clip phía sau đó, anh chị đón xem nha. Bây giờ em sẽ sang qua máy của em á, và chuyển qua xe ba chân Bắc Nam để giao về nhà cho khách nha. Xe thì lúc nào em cũng có sẵn nha anh chị. Anh chị cứ vô mua là em làm bảo dưỡng xong là em lên liền luôn nha. Rồi xong, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha. Thì em mới nhận hợp đồng cái máy này đi về vụ bản của Nam Định nha anh em. Thì bây giờ mới đầu tiến hành làm bảo dưỡng máy, kiểm tra toàn bộ cho khách đó. Phần hộp số với bơm là em làm miễn phí nha, không có tốn tiền. Còn một số phụ tùng ăn thêm miễn phí luôn. Thì đây là ngày đầu của nó. Thì để em sẽ tiếp tục quay cập nhật của bảo dưỡng máy. Đây, máy này bữa nay tiếp tục ha anh em. Bởi vì em quên quay hộp số em làm rồi nha. Đó, cũng thay vô rồi gom mới chân ha. Đây, máy này ha. Bắt đầu làm vệ sinh. Rồi bây giờ em đang trong cái giai đoạn gấp rút chuẩn bị hoàn thành để lên máy nha anh em. Bây giờ thì em đang sơn phết lại cho nó. Chút nữa là em sẽ gắn cái bông cuốn vô. Đã làm xong rồi hết. Thay vô máy, dàn chân rồi gì cũng làm gần xong rồi. Đó. Máy này giờ em đã làm hoàn chỉnh rồi nha anh em. Giờ chỉ có rửa thôi là xong rồi lên máy luôn á. Đây xe 70G lút ha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, bên em dễ nhận diện nha.